Nô đỗ Trạng Nguyên rồi. Trạng Nô đã về làng. Ra mà xem Trạng Nô. Bà con ơi. Đâu, Trạng đứng ở đâu? Bên kia này cô. Nhanh lên, không có lão lý trưởng làm lò nữa. Cướp mất Trạng bây giờ. Vâng. Bây giờ ta đã là Trạng Nguyên, để xem ai còn dám khinh thường ta nữa không. À không, ai dám khinh thường Trạng đâu. Người Trạng về nhà Lý, kẻ nào dám khinh thường Trạng. Lý tôi tát cho nó vỡ mồm. Dạ đúng rồi đấy ạ. Ai mà dám khinh thường Trạng Nô. Trạng Nô cứ bảo em dẹp một phát là chúng nó sợ xanh mắt luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng bao lâu nay Lý trưởng và thằng Hầu khinh thường ta lắm rồi. Ai dám khinh thường đâu. Mời Trạng về nhà Lý. Lý sẽ đón tiếp Linh Đình có sơn hào hải vị. Trạng là phải vệ. Trạng là phải vệ nhà tôi. Này, chứ cái lão này nổi tiếng là kẹo kiệt, chắc chỉ cho Trạng ăn cá ươn. Đưa Trạng về thôi. Này, cái thằng Lý Loàng kia, đừng có thấy người sang bác quàng làm họ nhá. Lão mày thấy người sang. Mời Trạng về nhà Lý. Trạng về nhà Lý. Ta cũng không ngờ được rằng đến một ngày hai ông lý trưởng của hai làng bên phải kính lễ ta, khâm phục ta. Thằng nào con nào dám đánh Trạng Nô. Trạng Nô, trời ơi là trời, chưa chảy chưa chật ra còn nằm ảnh ra đấy mà ngủ. Anh không biết làm gì ngoài việc ngủ hả? Mình buồn cười thật đấy. Quanh năm suốt tháng, ngày nào tôi cũng sang nhà cụ Lý để làm việc, để phục vụ gia đình cụ Lý. Thế bây giờ Tết nhất sắp đến rồi thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi tí chứ lịnh. Úi giời ơi, cứ làm như là lắm việc lắm không bằng ý. Mà sao hôm qua đi làm về không thấy đưa tiền cho tôi đi đong gạo? Thì tôi làm có nửa ngày, nhưng mà sau đấy cụ Lý cụ ấy chơi khăm tôi lại chơi khăm lại cụ Lý. Thế là sao? Không có tiền. Rồi ôi là rồi, mình ơi là mình, tôi chưa thấy ai mà ngốc như mình luôn ấy. Được làm việc với cụ Lý thì phải biết nịnh nọt, đằng này cứ thẳng như ruột ngựa ấy, đã không khéo thì thôi còn đòi chơi lại với cụ Lý. Cụ mà ghét cho nhá, mà cụ không thuê nữa, cả nhà mình ăn cám à. Biết là thế, nhưng mà cụ đã đụng vào cái lòng tự trọng của tôi, đụng vào cái danh dự của tôi, cho nên là tôi không thèm. Không thèm. Cụ Lý nhá, cụ là người có tiền, cụ nói gì, làm gì cũng đúng. Mình đi làm nửa ngày công, không phải là tiền à? Mình định làm không công à? Không phải nói nhiều nữa. Một khi đã đụng vào cái lòng tự trọng của thằng Nô này nhá, thằng Nô này đếch thèm nhá. Tôi không sang nhà cụ Lý nữa đâu. Nhìn mặt cụ tôi ghét lắm. Tôi ngủ tiếp đi. Có dậy không? Không. Có đi không? Không. Này này, không dậy không đi nhá, tối nay tôi cho ngủ gầm giường. Ngủ gầm giường thì còn làm ăn được cái gì nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, ngủ cũng không ngon. Đi nhanh lên. Biết rồi. Đòi tiền ngay về cho tôi. Hết cả mình. Chợ xuân năm nay đông vui quá Hầu ạ. Vâng. Úi dồi ôi. Cụ đang đi cụ lại dừng lại bất ngờ thế. Nhỡ đâu con đâm sầm vào chân cụ lại bắt đền tiền con thì chết con. Ô thế tao là chủ hay mày là chủ? Thì con là chủ cụ. Cụ là chủ con. Này. Dạ. Ông mày phan cho mày cái chứ. Dạ. Ái dạ. Úi dạ phành phạch. Mát nhỉ. Dạ. Mát quá. Dạ. Thì nãy giờ mày toàn quạt cho mày. Đứa tao là đầy tớ của mày. Thôi đưa đầy tớ quạt cho chủ nhá. Dạ. Con đâu dám ạ. Mà cụ cứ sai luôn là mày quạt cho cụ. Cụ lại còn mày đặt hỏi ai là chủ ai là tớ nữa. Mày thì đặt quạt đi. Vâng. Quạt mày cho. Mà cụ ơi. Tí nữa lên chợ huyện cụ cho con xin một hào để con uống nước. Chứ
con khát khô hết cổ rồi. Cứ chỉ mày chịu khát sao nó kém thế. Tí nữa đi qua sông, vụt đầu xuống đấy một uống, đỡ tốn một hào. Cái thằng này. Đúng không, cụ Lý trưởng nổi tiếng keo kiệt, không sai một tí nào. Hả? Mày bảo ai keo kiệt á? Hả? Không, con đâu có dám ạ. Cô đi. Dạ vâng. Này, mày cứ nói lằng nhằng nhá. Lát nữa mà qua bến đỏ, tao đi đò, còn mày phải bơi đấy. Ai dạ không. Hầu ơi. Dạ. Hình như thằng Nô kìa. Đúng thằng Nô rồi. Hôm qua tao bảo nó cày mấy thửa ruộng chưa trả tiền cho nó, chắc nó gặp tao nó đòi tiền đấy. Mày bảo là tao đi họp với quan trên nhé. Bảo nó tao đi họp. Dạ vâng. Ê Hầu à. Đây, thế đi đâu đấy? À thì tôi đi mua sách bút cho cụ Lý. Chào đấy. Cụ Lý á? Ừ. Thì gì đấy? Cụ Lý đâu? Cụ Lý đi Tết quan huyện từ sáng rồi. Mà ông hỏi cụ làm gì? Nhiều, hôm qua tôi cày cho cụ Lý mấy thửa ruộng, nhưng mà quên chưa lấy tiền. Thế hôm nay là muốn gặp cụ Lý để lấy tiền thôi. À, cụ không có nhà đâu, đến nhà tìm cũng vô ích thôi. Ừ, thế được rồi, thế để tôi đi tìm chỗ khác vậy. Thế ừ. Chạy ra đi. Cụ ơi, nó đi rồi cụ ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Mà gớm, có mấy hào cụ không giả dứt điểm nó đi. Để nó cứ đòi như thế này xong rồi đi trốn như thế này có phải nhục không? Thằng này, mày cứ làm như tiền của tao như là vỏ hến nè. Thôi đi. Dạ. Trời trong xanh, nước trong xanh. Cụ ơi, có khi là trời sắp bão rồi đấy cụ ạ. Nhưng mày hâm à? Gần Tết làm gì có bão? Bão thì ai đi sắm Tết? Mày, bao đời nay có bao giờ Tết mà có bão đâu. Bởi vì con thấy là từ lúc con về nhà cụ ở đến bây giờ, cụ mới bỏ giấy bỏ bút ra để mà đối thơ, thế thì chả sắp có bão ở cụ. Mày chưa hiểu được tài của cụ đâu. Mày hiểu chưa? Với cái tầm như mày, không phải là để cụ nói chuyện về văn chương, hiểu chưa? Mày thích nghe thơ của cụ không? Con có. Mày có thấm được thơ không? Thì mới nghe được. Con có chứ ạ. Trời trong xanh, ở dưới có mấy cái cây lơ thơ. Ôi, nghe chẳng vào tai thế nào cả. Nó cứ ngang ngang kiểu gì. Ôi, chứ nó ngang là vì tao chưa làm hết cho nên nó chưa thuận. Thôi, mày đi ra kia đi. Mà con cũng chẳng muốn ở đây. Cứ ở đây nhìn cụ ngoáy như là gà bới, đau hết cả mắt. Thân đây, bố láo bố biết mình viết chữ mà nó bảo mình là ngoáy chứ. Thằng này sao lạ, cứ như ngoáy cắm lợn như mày. Ôi, cái gì đấy? Thằng Nô nó đến kìa. Ôi, thằng Nô nó đến đấy. Vâng. Sáng nay tao đã tránh mặt nó rồi cơ mà. Cụ buồn cười thật. Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng phải đi đòi nợ để nó còn sắm Tết lo cho vợ, lo cho con nó chứ. Mà cụ ơi, thôi có hai hào trả cho nó đi, chứ suốt ngày trốn chui trốn lủi nhục lắm. Tao sẽ trả chứ tao có quỷ đâu. Sang năm tao trả cũng được mà. Ngoài ra, mày ra ngay ngoài đấy bằng mọi cách chặn nó lại, tao trốn. Này Nô, đi đâu đấy? Này Hầu, đây là nhà ai? Nhà cụ Lý. Chị đến gặp cụ Lý chẳng nhẽ đi gặp Hầu à? Cụ Lý đâu? Hả? Này, cụ lại đi vắng rồi. Cái gì? Thế cụ đi đâu? À thì cụ đi có việc. Đi từ sớm rồi, chắc là cụ lên trên quan huyện. Mà ông cũng biết rồi đấy, tên chắc đến nơi chắc là cụ đi lo mấy cái việc hối lộ quan trên đi mà. Đi hối lộ á? Ừ. Ôi dồi ôi, có tiền đi hối lộ, thế mà thuê thằng Nô này cày ruộng có mấy hào thôi mà vẫn không giả là như nào? Ai mà không giả hả? Ai bảo là cụ không giả? Thì đòi mấy ngày nhưng mà đã giả đâu đấy.
là do ông chưa gặp được cụ, ông hiểu chưa? Có trách ấy là phải trách số ông, tại sao không có duyên gặp được người cần gặp. Người ta đã bảo rồi, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện, bất tử phủ. Văn chương của Hầu lai láng nhỉ? Chứ sao? Văn chương lai láng như cái máng lộn. Làm gì đấy? Đã bảo là cụ không có nhà rồi, cứ sộc. Nhìn đi, thấy chưa? Chữ vẫn chưa giáo mực. Công nhận đấy, trần đời chưa bao giờ mà thấy cái chữ của ai viết nó lại xấu như thế này. Ôi rồi hả, trời trong xanh mà lại đối với cả đất đen thui, vớ vai vớ vẩn thật sự luôn. Mày suýt gì mà suýt, tôi nói thật với ông nhá, cái chữ này này, ôi rồi nét không ra nét này, ôi rồi còn lằng ngoa lằng ngoằng này, không bằng cái đứa con nít gần nhà tôi, thật không bằng cái đứa trẻ con lên ba ấy, tôi nói thật chữ này. Cái thằng ô kia, mày bảo chữ tao biết thế nào mà mày lại chê tao nó không bằng cái đứa trẻ con lên ba là thế nào hả? Chẳng có nhận không? Ai đây? Cụ Lý chứ còn ai? Ông cụ Lý à? Thế mà con cứ tưởng là cụ Lý đang lên kinh đi hối lộ đấy, thế hóa ra là cụ Lý ở nhà à? Tao nói cho mày biết nhá, tao rất nhiều chữ. À thế à? Chẳng qua là tao chưa thích viết thôi. À, con biết mà, cụ Lý là người có ăn có học. Cụ Lý là đi vào thì hào hoa mà đi ra thì phong nhã. Cụ Lý là nợ con hai hào mãi chưa giả để cho con xin cụ nha. Bây giờ cụ không giả cho con về là con vợ con nó nhai sống con luôn đây này. Tao có nói là tao không giả cho mày đâu. Nhưng năm nay nó khó khăn. Sang năm tao giả cho mày. Sang năm hả cụ? Sang năm cụ mới giả cho con gì? Đúng không? Đúng không? Có phải thế không? Được rồi cụ ơi. Hả? Cả làng cả tổng ra đây mà xem này. Cụ Lý nha, nợ thằng Đô này có hai hào thôi. Thôi cụ ơi, cụ trả cho nó đi. Chứ cái thằng này nó dai như đỉa ấy. Tết nhất đến nơi rồi, nó vừa đến mấy hôm Tết thì mất dông. Mày bịt mồm lại. Cụ khắc trả. Hai hào. Mày, hai hào của mày đây. Tao giả cho mày nhá. Dạ. Hết nợ nhá. Con xin cụ. Không liên quan gì đến nợ nần nhá. Hết nợ cụ nhá. Bớ làng nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bớ. Bớ làng nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bớ. Mày biết sư thằng con dài. Chắc là mình giết tao. Bán nước đấy à? Vâng ạ. Dạo này đắt hàng thôi. Trộm vía nhà con cũng đủ ăn cụ ạ. Cụ tưởng đã thừa cả ăn đất khách phốt pháp thế này. Này dạ. Phốt pháp thế này là mắn lắm đấy. Hôm nào cho cụ sang cụ gửi đứa nhá. Này nhà cụ đang thiếu đứa con gái. Ôi trời ơi, nhìn cụ thế này liệu có gửi được không ạ? Gửi được chứ. Mày cứ cho cụ gửi là biết cụ có gửi được không anh. Ôi trời ơi, cả cái làng này ai chả biết. Cụ gửi từ đầu làng đến cuối làng. Giờ cụ còn muốn gửi cả con nữa ạ. Tao gửi bao giờ? Mày chưa cho cụ gửi là đừng có bảo là cụ như thế nhá. Thôi cụ ạ, con mà cho cụ gửi chồng con nó đánh con tốt xác ra ấy ạ. Đánh làm sao được, có cụ đây rồi, bố bảo ấy nó dám đánh mày. Ơ kìa cậu đất, cậu đi đâu đây? Vào đây uống nước đã. Cô đi, tôi phải ra đồng đã. Thằng đất. Dạ. Ba đây ông bảo. Dạ bẩm ông ạ. Thế ông cho gọi con thì có việc gì không ạ? Chả có cái việc gì cả. Định đi làm đồng à? Vâng ạ. Cơm suốt ngày đầu tắt mặt tối mà vẫn cứ đói ăn nhỉ? Dạ. À, vợ mày đâu? Sao mà lần nào gặp con ông cũng hỏi vợ con đâu? Chị, con hỏi thì không phải nhá.
Thế ông nợ gì vợ con à? À, à vợ con nợ gì ông à? Cả họ nhà mày nợ ông. Đấy là ông quý thì ông mới hỏi thăm. À. Chứ mày tưởng ông thì báu bở lắm đi à? Mà tao nói cho mày biết nhé. Đừng bao giờ mày nghĩ là mày thông minh hơn ông nhé. Không có được đâu đấy. Cả làng này ai chả biết cậu Đất lừa được ông mấy vố. Thế chẳng phải thông minh là gì à? Việc ở nhà mày đi. Dạ bẩm ông, thế không có việc gì thì thôi con xin phép con đi làm. Được đấy. Dạ. Bây giờ nhá, mày kể cho ông nghe một câu chuyện nói khoác. Mà ông tin mà là mày nói khoác thì tao sẽ công nhận mày là thông minh. Ờ, đã là chuyện nói khoác thì làm gì có ai tin hả ông? Việc ở nhà mày. À, vâng, nếu mà ông muốn thì con kể thôi. Nhưng mà ông ơi, bây giờ mà con nói khoác mà ông công nhận đấy là nói khoác thì con thắng đúng không? Rồi. À, con thấy nếu mà chơi như thế thì nó nhạt nhẽo, nó chay lắm ông ạ. Bây giờ như này, con nói khoác mà ông tin rằng là con nói khoác thì ông trừ cho con cái khoản nợ 5 hào của nhà con. Đấy. Còn bây giờ con nói khoác mà ông không tin là con đang nói khoác ấy, thì con sẽ mất ông 5 hào. Rồi. Chơi không ông? Ông chơi với mày. Dạ. Mày nói khoác mà ông cho rằng mày nói khoác. Dạ. Ông đưa mày 1 đồng. Ở đây cô làm chứng cho tôi nhá. Tôi làm chứng. Thế con xin phép ông con kể luôn ạ. À. Ông đang vạch lỗ tai ông nghe đây. Vâng. Dạ thưa ông, ngày hôm qua ấy, trên đường con đi làm đồng về thì con thấy một cái ngôi nhà bằng tranh cháy to lắm. Nhưng có một cái điều đặc biệt là cái mái tranh không hề cháy. Ôi dồi ôi, câu chuyện này đúng là khoác lác thật. Làm gì có cái nhà nào cháy mà còn nguyên mái bao giờ. Mà là nhà tranh chứ. Thôi thôi, cái chuyện này nó quá tầm thường. Chả có gì là khoác lác cả. Thế thì con kể thêm một câu chuyện nữa nhá. Tao vẫn đang nghe đấy. Vâng ạ, chắc là ông cũng biết bố mẹ con mất lâu rồi đúng không ạ? Tao biết. Trưa hôm qua thôi, con đang nằm ngủ trưa thì con nằm mơ thấy bố mẹ con về. Bố mẹ con bảo rằng là nếu mà con rảnh ấy thì lên thiên đình chơi với bố mẹ. Thế mẹ có đi không? Đi chứ ông, chả mấy khi mà bố mẹ mình về mới mời mình đi chơi. Mẹ con nhá, tặng ngay cho con đôi cánh. Bố con lại bế cho con một cái mây. Thế là con có cánh, con cưỡi mây vèo phát lên đến nhà bố mẹ con ở trên thiên đình luôn. Mà con đấy ông nhá, nhà bố mẹ con ở trên đấy nhá, giàu cực kỳ luôn, sang trọng lắm, quý phái lắm. Mà giàu chắc là gấp 10 lần nhà ông. Này, dạ. Thế mày có gặp các cụ nhà tao ở trên đấy không? Chắc là các cụ nhà tao ở trên đấy chắc phải làm quan to lắm. Làm quan to thì con không biết, nhưng mà cụ nhà ông ấy thì con có gặp thật. Tức là cái lúc mà con chuẩn bị chào bố mẹ con để về xuống hạ dưới thì con thấy cụ nhà ông chạy đến, tay bắt mặt mừng. Ôi dồi ôi, cụ nhà ông cứ khóc sướt mướt thôi, cứ hỏi han tình hình sức khỏe con cháu ở dưới hạ giới như thế nào. Thế là con cũng bảo đấy, thế thì con cháu cụ ở dưới hạ giới là tốt lắm, biết giúp đỡ nhiều người lắm. Thế là con bảo thôi, thế không còn nhiều thời gian nữa, con sẽ về dưới hạ giới, con sẽ chuyển lời của cụ đến con cháu nhà cụ. Thế là cụ nhà ông nhá, quỳ xuống. Ôi dồi, như này. Ôi ơi, con cảm ơn cậu chủ. Con hứa với cậu chủ ấy là ở trên này con sẽ chăm sóc bố mẹ cậu chủ như là thần là tiên luôn. Ủa nào dạ? Các cụ nhà tao mà phải đi hầu hạ bố mẹ này à? Mà mày là cái thằng nói khoác nhá. Dạ. Các cụ nhà tao trước khi chết răng vẫn còn nguyên, có món đâu. Anh từ khi sống đâu trên đấy thì nó... Mày là cái thằng nói khoác. Ông công nhận là cậu ấy nó khoác rồi nhá. Thế chứng tỏ là ông công nhận cậu ấy thông minh rồi nhá. Cái thử này, cái việc ở nhà mày. Dạ. Cút. Cút à cụ? Chứ cụ ơi, chứ mãi cụ nói gì nhỉ? Bảo là đấy, cho con xin tiền. Kỹ thế, trời ơi.
hai xu nhỉ? Ôi trời, cụ công nhận nhớ tốt thế. Nhầm rồi cụ ạ, 1 đồng. Mấy năm cụ ơi? Mày nghe mày đây. Cút sao? 4, 5. Đủ chưa ông? Đây Lộc. Ôi trời ơi, tôi xin cậu, cảm ơn cậu nhé. Thôi à, cụ ngồi xơi nước ạ, còn xin phép cụ. Hôm nào thích khoác lác nữa con kể cho mà nghe nhá. Cứ chuẩn bị tiền đi. Xíu cút đi. Chào cô nhá. Điên như bố đi. Ra đời mà vấn đề nó lừa. Mày đi làm đâu? Mày đi làm đồng à? Mày lấy tiền của ông. Mày đi làm đồng được con vợ mày ở nhà một mình. Ông chưa có cách trả thù. À, cô ơi, cô không trả tiền nữa con à? Ừ. Điền ông gì? Ông uống cái nhà mày là mày rồi. Ăn không ăn hỏng nhà người khác. Còn vợ thằng đất nữa ở nhà một mình thật. Ôi, nhìn nó cứ hay hay. Thằng đất, mày lấy của ông 1 đồng à? Ông bỏ thêm 3 đồng, ông ăn vợ mày luôn. Thôi chết rồi. Tại sao lão ấy lại hỏi là vợ mình có nhà không nhỉ? Thôi rồi. Thôi đúng rồi. Chắc chắn là lão ấy muốn tòm tem vợ mình rồi. Còn đừng đấy mà nói à, về đi. Ông làm cái gì đấy ạ? À? Ông có làm gì đâu. Ông vừa vỗ cho vợ đất đi, con nhạng nó bậu ở đít đi mà. Này, dạo này trông vợ đất nhuận sắc nhỉ. Da trắng này, mặt hồng hào, tươi tắn đến này mắn lắm đấy. Cho ông gửi đứa con trai nhá. Ông đàng hoàng đứng đắn nhỉ? Thầy con mà nghe thấy nhá, là ông no đòn đấy. Ông vẫn đang đứng đắn đi mà. No đòn gì, ông cũng chịu việc mà. Thôi không, cứu tôi với. Ông đang cứu tôi. Nhục nhã chưa? Ông muốn cả làng, cả xã, cả tổng nó chửi vào mặt tôi à? Tôi có làm gì đâu. Bà ơi, bà đừng có động tay, động chân như thế. Đau tai tội ông. Bà dùng cái này này. Đây, bà dùng cái đấy. Đây, không có chuyện gì cả. Tôi chỉ giúp vợ thằng đất phơi cái quần áo thôi mà. À, ông giúp nó phơi quần áo hết đi. Tôi sẽ phơi xác ông. Về. Về. Ôi trời ơi. Em sợ quá Mình ơi. Tôi không sao. Tôi về với mình đây rồi. Mình cứ bình tĩnh nhá. Tôi không sao nhá. Nhưng mà sao thầy nó lại biết chuyện mà về ạ? Tôi linh tính mình ạ. Với cả là trước khi mà tôi đi làm ấy, thì tôi đi qua quán nước, gặp cái lão dê cụ này, ngồi đấy. Tôi đã cho lão một cái bài học rồi. À đúng rồi, đây. Không những cho lão một bài học mà tôi còn lấy được tiền từ lão nữa. Đây, mình cầm lấy mà đóng gạo nhá. May quá, chỉ cần chậm một chút nữa thôi. Rồi, không sao, tôi về đấy rồi nhá. Từ nay trở đi tôi luôn luôn ở bên mình nhá. Nói ít thôi, tao đang đau đầu lắm. Ôi tôi chết, cụ ốm à? Ôi dồi, chắc là cụ ăn chặn nhiều quá nên là nghiệp đang quật rồi. Cái mồm mày hơi quá đà đấy nhá. Cụ mày cái đó. Con đùa cụ tí cho cụ vui, cho cụ nhanh khỏe. Thế mà cụ cũng là người không biết đùa gì cả. Mà làm sao mà cụ lại sầu não thế ạ? Ôi giời, hôm trước tao sang nhà lão Lý làng bên, ngồi uống nước với lão ấy, thế thì lão ấy
giờ cái trò là đố vui có thưởng. Tao thua mất năm hào thế mới đau chứ đi. Cụ cứ làm như con là trẻ con đi mà con quên nhanh thế được. Hôm đấy chính xác ấy là cụ thua 10 hào cụ ạ. Cụ hỏi ông ấy 10 câu, ông ấy đều trả lời được. Thế còn ông ấy hỏi 10 câu, cụ chẳng trả lời được câu nào. Nghĩ đến mà nhục thật ấy. Ông ấy vụt cho mày cái giờ. Cụ đang ốm thì cụ giãn cái cơ mặt ra cho nó khỏe. Cụ giãn ra con xem nào. Giãn, giãn cái đầu mày, giãn. Rồi rồi. Này, lão Hèn, ngày hôm nay này, lão sang đây chơi. Chơi chiếc gì? Lão ấy sang đòi nợ. Nó còn nhắn lại là tiện thể ở đây ăn cơm. Úi trời ơi. Này, thì hôm nay tao tiếp lão cơm nhé. Với lại giả nợ cho lão nhé. Thế là này, tao là tao thiệt đi thiệt lại, tao thiệt tái thiệt hồi, mất hết cả tiền mà tốn phí cả con gà nữa. Chứ gì. Cụ ơi, còn một cách. Hay là cụ cho gọi thằng Đô sang đi. Cái thằng đấy là nó nhiều mưu mẹo lắm, biết đâu nó lại giúp được cụ không mất tiền thì sao. Thế thằng này được. Cái này thì tao cho là mày được. Thằng Nô công nhận nó lanh lợi hơn mày. Vâng. Nó lóng cá, nó lém đỉnh hơn mày nhiều. Ô thế sao có hai thằng hầu thì một thằng thông minh, sao một thằng lại ngu thế nhỉ? Cụ, cái thằng Nô nó là quan văn, còn con là quan võ. Mơ. Mày là quan võ? Vâng. Mày ở với tao bao năm nay, mày làm quan võ cho tao, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm gạo có lớn nó được tí nào đâu. Tao cũng nói không sai nhỉ, mồm miệng đỡ chân tay là con võ. Con võ mồm. Ừ, rồi bây giờ thế này, mày bắt ngay con gà, con gà gì nha, cấm tiệt không được bắt gà to nhá, thịt luộc nó lên rồi sang gọi thằng Lô ra đây. Dạ, thế con đi luôn cô ạ. Đi đi. Cái thằng này, đôi lúc được việc viết. Này ông, ừ? Tôi nhớ, mỗi lần ông sang tôi đều thiết đãi ông ít nhất đã cũng phải 3 món, không thì 5. Như thế mới có cái để nhậu, đằng này... Mỗi con gà này thì nhậu nhẹt cái gì? Này, ông Lý ơi, ông đừng có so sánh vội, nó từ từ đâu, cái khác con đấy sao mà sốt ruột thế? Được rồi, tôi sẽ tiếp ông đầy đủ các món luôn, nhé. Thì gọi lên đi. Trời, thì nước gà hay nước rau thì nó vẫn là nước. Ai tính là món nhắm rượu ấy. Này, một món này, nhìn cho kỹ mà. À, cái này thì gọi là một món thì được. Hai món này? Không, cái đấy thì không tính là món được. Cái này không tính món đâu. Món nhưng mà tôi tưởng là thì phải thêm cái món thịt chó hay là thịt vịt. Cái này thêm cái đĩa rau luộc. Ông thì ông ăn thịt chó, thịt vịt. Ông ăn động vật nhiều quá, nó oán ông đấy. Giờ tôi hỏi ông nhá. Một món này. Ờ, à, gà này thì gọi là món thì được. Đây có gọi là món được không? Thì rau này thì... Nó là món chứ còn là gì nữa. Là hai món. Ờ, hai món. Ừ. Cái này thì không gọi là món được, nó là muối. Con này, khi ông ăn gà, ông chấm vào nước lã. Đây gọi là gia vị, ông buồn cười. Thế phải có muối, có gia vị ăn nó mới ngon chứ gì. Ông nói đùa. Cái hiểu gì thì chắc ngon cả. Thôi đừng có kích bác nhau, chưa biết ai trong kiệt đâu. Đang ăn. Từ từ đã. Bình tĩnh. Từ từ. Còn chưa cho ăn nữa thì ông biết rượu gì không?
ống thì rượu, ống thì ba cái loại rượu vớt vẩn này ngót nghét cả 7 năm đấy. Thử xem là 7 năm của ông này. Thử chưa hả? Ừ. Rót đi. Ông ngửi xem rượu ngon không? Thử rót uống luôn, ngửi làm cái gì? Sao ông sốt ruột thế nhỉ? Này, chắc là ông nghĩ rằng ngày hôm nay ông sang nhà tôi ăn cơm, cho nên hai hôm trước cũng không ăn cái gì đúng không? Làm sao mà tính kỹ thế? Người đâu lại? Tôi không phải như ông. Ông ngửi xem có thơm không? Thử rót đây, uống luôn. Ôi trời, ông này, ông nhìn thằng Hầu ông, thằng này này, chắc là những cái món này là chưa bao giờ được ăn, thơm. Đứng, nuốt nước miếng gượng ngược. Đây thì rót, rót rượu nó không phải có nghệ thuật, ông hiểu chưa? Nếu mà chi kỷ chi ân là phải chia đôi thế này này. Nhưng tôi với ông mà cái chuyện chi kỷ chi ân này nó như ở trên mây đấy, ngồi không à, uống cái đã. Không ai người ta uống rượu kiểu đấy. Ông nhìn đây này, uống rượu nó phải có nghệ thuật uống rượu. Ông nhìn tôi uống cái này, cầm cái vạt áo lên, được chưa? Chén rượu đưa ngang mũi, trước khi uống và thưởng thức cái mùi thơm của rượu, rồi hắn đưa vào môi, được chưa? Ui, 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 ui. Đấy, thế là tôi uống vậy đấy. Thế bây giờ ăn được chưa? Từ từ. Tôi vẫn chưa ăn được à? Lại củ từ đã. Cứ bình tĩnh, củ từ, củ từ. Hầu. Ôi, giật hết cả mình. Đến thì phải đánh tiếng chứ. Này, thế cụ Lý gọi tôi sang đây là có việc gì đấy? Kìa, ông không nhìn thấy gì à? Ô, có cả cụ Lý làng bên sang đây nữa. Phải rồi, cụ Lý làng bên sang đây ấy là để đòi nợ cụ nhà mình. Thế á? Nhưng mà cụ nhà mình chắc là đang tính ăn quỵt. Thế á? Nên là đang rủ cụ Lý làng bên chơi chữ. Ủa? Mà cụ biết ông là người có tí chữ. Thế nên là cụ bảo cho gọi ông sang để mà hộ giá. À, thế à? Thế sao ông không chơi chữ đi? Thì tôi là bên quan võ, còn ông là quan văn. Văn võ song toàn. Ghê nhỉ. Thế đứng đây nuốt bao nhiêu nước bọt rồi, với cả là ngắm cái con gà quả thân bao nhiêu lâu rồi? Ôi giời ơi, lâu lắm rồi, thèm lắm rồi. À thế hả? Thế có thích ăn cái đùi gà không? Ê, thích chứ. Ừ. Không vào mà ăn đi. Ê, thôi, ăn được cái đùi gà của hai cụ á, có một nát đít. Ông có tin là tôi vào đấy tôi ăn được cả con gà? Nói phét. Chờ đấy mà xem nhá, chống mắt lên mà xem. Dạ, con chào hai cụ à. Nô đấy hả? Dạ. Thôi. Có gì đấy? Không ăn uống gì nữa. Thằng kia, ra chuẩn bị bong lọng rồi về. Dạ vâng. Kìa, anh bạn Lý. Làm gì mà đóng tình. Tính cứ sồn sồn đấy nè. Nè, tôi sẽ giả ông Mười Hào. Tôi có ăn quỵt của ông bao giờ đâu. Khổ quá, ông cứ làm cho tôi quỵt của ông. Chỉ có ông quỵt tôi đâu quỵt đâu đâu. Dạ, bẩm thay cụ. Đấy, mày thấy. Dạ. Mời ông sang nhậu mà có mất con gà mà còn không cho ăn. Dạ bẩm cụ, thực ra là cụ hiểu sai ý của cụ Lý con rồi. Ừ. Cụ Lý của con ý là người có ăn, có học. Ừ. Nên ý của cụ là bây giờ muốn ăn con gà này là mình phải làm thơ. Đúng. Tức rồi. Là trong cái câu thơ đấy là phải có cái bộ phận của con gà thì mới được ăn. Đúng gà. Đúng rồi, ông phải nên nhớ nhé, ăn con gà nó phải nghĩ tới con gà, phải có những cái bài thơ hay chắc tuyệt về con gà. Đúng rồi ạ. Thì mới nên ăn. Dạ. Ăn nó ra ăn chứ không phải ăn hùng hục chứ đâu mà được đâu. Dạ. Thơ đúng không? Dạ. Thế mà không nói sớm. Thơ ở đây thiếu gì? Dạ. À, thế ạ. Nghe đây này. Ờ dạ. Trai thời trung hiếu làm đầu. Ây dạ. Có cái đầu nhé, tôi xin cái đầu. Ôi dồi ôi,
Này, dừng ăn lại nghe thơ của tôi đây này. Cứ đọc đi. Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Ấy, ai từ từ. Dân công cha nghĩa mẹ mà hết mình vì con. Đấy này, đấy cả cái thân, cả cái mình này, nó trả hết mình vì con, cả cái con gà này còn gì nữa. Hầu ơi. Dạ. Này. Dạ con đây ạ. Đất đi, tối ông mày sơ. Ôi dạ, xin chào. Để đúng là hứa nhé. Của ông công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Dễ dạ. Không thấy nhỉ. Ông làm gì đấy, làm gì mà nóng thế. Cụ không phục à? Tôi không phục. Bây giờ ông chơi thơ đúng không? Tôi sẽ chơi câu đố. Được thôi, câu đố đi. Nhất trí. Bây giờ tôi ra câu đố, nếu ông trả lời được, tôi sẽ trả cho ông 30 hào. 30 hào là cộng cả cái 10 hào mà tôi nhờ ông ấy. Đúng rồi. Nhất trí, chơi luôn. Nếu như tôi thua, tôi sẽ mất cho ông... Chỉ 20 hào thôi. 20 hào thôi đi. Chơi luôn. Chơi luôn. Chơi luôn. Rồi. Đặt tiền ra. Tiền gì? Nói đi đôi với việc làm. Đấy, mày lau đi. Tiền thì mày đặt cái đây, nó sạch sẽ. 30 hào đây. Có cần phải đếm thì đếm đi. Được rồi. Tôi cầm thì biết là tiền là bao nhiêu đây. 20 hào nhé. Ừ. Đấy. Nghe đây này. Dạ. Hai thầy trò ông nghe. Ông đố cả hai thầy trò tôi á. Đố cả hai thầy trò ông luôn. Ôi dồi. Bây giờ làm thế nào để con cua được chín chất? Giải đi. Tám cộng với hai là 10. Con cua nó tám cộng hai càng nó chỉ có 10 chân thôi. Nó giải vòng mắt. Con được bẻ được một cẳng. Ai chứ bẻ chân, bây giờ tôi bẻ một chân ông nhé. Sao mà nó tơ tơ tơ. Chân bẻ chân. Cụ ơi, cụ là cụ đố cụ Lý này, đố cả con luôn đúng không ạ? Đố cả hai thầy trò mày luôn. À thế. Cười gì mà cười anh nhá. À, giải đi. Nghe giải thế này. Giải đi. Luộc. Luộc lên này, này không những nó chín cả 10 càng mà nó còn chín cả người. Lấy tiền đi cô ơi. Đúng rồi, nghe thôi. Em xin. Nói phải giữ lời nhé. Lời nói đòi máu. Phải giữ lời thế thôi. Thầy chó được lắm. Nhớ cái mặt thằng Lý ấy. Cụ ơi, đã mất tiền rồi, cụ nói thế lại mất trước cụ ấy. Nhớ đi, sao không nhớ mặt thằng Lý. Sống để bụng còn chết mang đi nữa. Cụ thưởng cho mày hay nào. Dạ, lại cụ, không cần ơn cụ à. Tao không những trừ được nợ mà tao còn lãi 18 hảo nữa. Đều muốn mạng thất ấy. Tức không chịu được. Lần sau có đem kiệu rước ấy, thì ông không bao giờ đến cái nhà đó nữa. Đến đòi nợ tiền không nói được, ăn không được ăn. Ngu mà... ngu lắm. Mày đi về. Nhanh nhanh lên con. Dạ vâng. Thầy có hứng một cái là phải đưa bút luôn. Dạ đây ạ. Gơm mà hôm nay cụ phải đặt chữ với cả nghĩa. Đấy. Đâu? Dạ. Mày nhìn xem chữ của cụ có giống như là rồng bay phượng múa không? Dạ cụ ơi.
cái đầu này là con thấy là hơi giống đầu rồng rồi này. À thế hả? Vâng. Ôi trời ơi, nhưng mà ở dưới này nó có như là con giun múa ấy cụ ạ. Thằng này, mày nhìn lại xem nào. Mày nói thế hóa ra chữ của cụ là rồng bay giun múa à? Nhưng mà thật sự là con nhìn nó chẳng ra chữ gì cả. Mà cụ ơi, đây là chữ gì ạ? Chữ nhẫn. Sống ở trên đời là phải biết tới chữ nhẫn, cho nên cuộc đời nhiều lúc nó phải nhẫn thì mới làm được việc. Nhẫn ạ? Ô hay, thế sao mày cứ nhìn mặt tao mày, sao mà mày nhìn những cái chữ này, nhìn lên mặt tao là nào? Con nhìn mặt cụ chẳng ra cái chữ nhẫn đâu cụ ạ. Thật sự là ai nhẫn thì nhẫn, như riêng cụ là không nhẫn được. Gớm, mở mồm ra cụ nó chửi con sơi sơi cả gì, cụ nhẫn thế nào được? Cái thằng này tao nói cho mày biết nha, tao này mà không nhẫn ấy, thì thiên hạ chả có ai nhẫn bằng tao. Mà tao đã nhẫn số 1 rồi thì thiên hạ chả có ai nhẫn số 2 cả. Nhá. Còn chẳng tin. Mày không tin gì? Vâng. Không tin? Vâng. Cụ mà nhẫn được, cụ chửi con suốt thì cụ nhẫn thế nào rồi? Mày không tin. Tao đánh cược với mày, mày có chơi không? Cược à? À. Cược như thế nào hả cụ? Nếu như nhá, mày ấy mà làm cho tao không nhận được, tao bực bội. Hiểu chưa? Dạ. Thì tao mất với mày 10 hào. Ui, con làm cụ bực là con được 10 hào? Ừ. Ui, chơi luôn ạ. Mà tao mà nhận được ấy, thì mày mất với tao 5 hào thôi. Ui, ui, lại gấp đôi, thế thì con chơi luôn cụ ạ. Nhớ là chơi luôn nhá, cược luôn nhá. Vâng, con chơi luôn. Mày mà thua mày trả tao 5 hào nữa. Vâng. Được rồi, đằng nào tao cũng cầm tiền công của mày. Mày không giả không được đâu. Chữ của mình như dòng bay phương mua nữa này. Bảo là dòng bay phương dù mua thì bổ lão đi cái thằng. Kiểu gì gọi thắng cụ thôi. Hồng ơi. Này, sao chưa cơm nước gì à? Ngồi kinh nhà, ông cảnh nhà. Thằng nào ăn cơm thì thằng ấy đi mà nấu. Thằng nào ăn cơm thằng ấy đi mà nấu. Mình đang từ chức cụ nó xuống mà phá thằng luôn. À, mày tưởng làm cụ giận cụ tức cái gì? Lâu lắm con ạ. Còn lâu cụ mới giận con nhé. Cụ rất thương rất yêu mày đấy. Mày không nấu gì, có bà nấu cho cụ nhé. Cứ nằm đấy. Còn lâu cụ mới tức con nhá. Nên như thế mà vẫn bình thường. Rồi. Hồng ơi. Hồng. Mày cả buổi đến trong phòng tao làm cái gì đấy? Con đang viết chữ. Này, cụ nhìn thấy chữ nhẫn của con chưa? Mày không biết chữ á? Ui giời, con đầy chữ, con còn nhiều chữ hơn cụ. Này, cụ nhìn thấy chữ nhẫn của con không? Này, đẹp gấp trăm lần chữ nhẫn của cụ. Chữ nhẫn đẹp. Bao nhiêu giấy của tao mày vẽ ra đây hết rồi. Mày định làm cụ bực tức chứ? Cụ không bực đâu. Con viết thoải mái đi. Đây này, còn bao nhiêu giấy rồi còn cứ vẽ cứ viết thoải mái. Cụ là cụ cầm đường cán. Mày biết đường cán là cái gì không? Là cái tiền công của mày ấy. Bao nhiêu cái tiền giấy này tao trừ vào tiền công hết. Vẽ đi con, vẽ thoải mái.
Biết nhiều chứ nhắn vào con biết đấy. Được rồi. Để xem. Mời cụ Hốc. Cái gì? Mời cụ Hốc. Cụ tức kìa. Cụ tức kìa. Hốc. Hốc là ăn chứ. Cụ để ra mày. Làm gì cụ chả biết mày. Cho cụ ăn đất đi. Cụ ăn rồi. Nó còn đất đấy. Mày ăn đi. Chọc cho cụ tức đấy. Còn lâu con à. Này. Có còn lấy lại nó vào nữa không? Được rồi. Mày đợi. Cụ cứ đợi đấy. Cụ cứ đợi này. Thế là mày mất năm hào với cụ rồi. Năm hào của mày ấy, cụ cho em ở. Ôi, thế là người ta bảo là lấy thằng miền xuôi tao nuôi thằng miền ngược. Anh em hết sức chờ, chờ cho rau muống lên bờ khai huê. Khai huê là cái gì? Chỗ hoa. Này, rau muống nó có tội tình gì đâu mà sao ông cứ ném lung tung thế? Hả? Tí nữa là vào mặt tôi đấy. Tôi đang rất là bực mình. Hả? Quá là bực mình luôn. Ông phải không có bực mình à? Hả? Ai làm ông bực mình? Chả là thế này. Cụ Lý, cụ ấy thách đố tôi là nếu như mà tôi làm cho cụ ấy bực mình, làm cho cụ ấy mất kiên nhẫn, là cụ ấy cho tôi 10 hào. Nếu như không á, là tôi lại phải mất lại 5 hào. Mà tôi tìm mọi cách rồi, làm cách nào cụ ấy cũng như không, chả bực mình gì cả. Thế này có khi tôi lại phải mất 5 hào cho cụ ấy. Bình từ, bình tĩnh mà từ từ nhá. Có phải là bây giờ nếu như mà ông làm cho cụ Lý mất kiên nhẫn, cụ Lý điên thiết á, thì là ông được 10 hào đúng không? Đúng rồi. Ông muốn lấy tiền? Chả muốn thì không à. Cứ tưởng là ngon ăn nhưng mà mãi chả có cách. Thích rồi úi. Đúng là cao kiến. Ê. Đa tạ người anh em nô. Ê. Lần này kiểu gì tôi cũng lấy được tiền của cụ. Mày đừng có hy vọng lấy lại 10 hào của cụ. Con xác định thua rồi. Cụ cứ nghĩ xấu. Mà con đùa cụ thôi. Cụ biết con vừa gặp ai không? Gặp ai? Cụ Mậu. Cụ Mậu á? Vâng. Ôi trời, cụ có nhớ tao không? Ôi dồi ôi, cô ấy nhớ cụ lắm cụ ạ. Thế à? Trông buồn lắm. Ô thế à này, thảo nào mấy hôm nay tao người nó cứ sốt sang, nó cảm giác tao cũng nhớ cô Mậu lắm mày ạ. Cô ấy còn bảo con là muốn hẹn cụ mai ra ngoài cái nhà hoang chỗ mà cô với cụ ấy hẹn đấy. Ô thế à? Vâng. Cô hẹn cụ á? Vâng. Cô ấy buồn mà cô ấy nhớ cụ lắm. Ôi trời ơi. Này. Dạ. Mai tao đi hẹn gặp
Bảo, nếu mà bà có hỏi ấy, mày bảo là tao mang tiền đi biếu quà trên nhá. Ôi, cụ lại bảo con nói dối là cụ đi biếu tiền quan trên. Thế mà cụ trả cho con một hào một cắt nào. Thôi được rồi, tao sẽ cho. Ghi nợ, mày nhớ, tao sẽ cho. Nhá. Lại nợ, vâng. Ừ, thôi, đi làm đi. Chứ thân nào. Mà sao? Nhớ Màu quá thôi Bảo ơi. Nhưng mà có mấy hôm chưa gặp mà. Sao nó nhớ quá thôi Màu ạ? Rồi, này Màu à, có cái vòng này đẹp thế. Này, hay là thằng Lý ở xóm Đoài nó tặng. Màu ơi, Màu đừng có để là trên giảng bướp dưới ao bèo có con cá diếc hai con mèo nó tranh nhau nhá. Rồi cụ biết cụ là mèo già, cụ sắp hóa cáo rồi, nhưng mà con người với tâm hồn của cụ vẫn là con mèo tơ đấy Màu ạ. Cụ cứ nói liên thiên. Thế hôm nay cụ hẹn em đây làm gì mà may hôm nay là chồng em đi vắng đi nhá. Ồ, cụ có hẹn Màu ra đây đâu. Màu hẹn cụ mà. Đó là cụ hẹn em mà. Thằng Hồng nó bảo thì cứ đùa mãi. Nhớ người ta, hẹn người ta thì cứ nói đi, có cái vấn đề gì đâu. Ai mà dám nhớ cụ chứ. Nghe nói là cụ mang tiếng ở cái làng này là sợ sư tử đấy ạ. À. Sư tử? Sư tử cái nhà cụ ạ. Cụ sợ nào? Ai bảo sợ? Ở cái làng này nhá, cụ hết ra lửa nhá, cụ ho một cái là tất cả là răm rắp luôn nhá. Ôi giời, Màu cứ nghe nói lung tung. Mà thôi, Màu đây cũng sợ lắm. Màu đây sợ bị đánh ghen. Ai dám đụng đến Màu, ai dám đụng đến cái lông chân của Màu, cụ đánh chết nhá. Thật không? Ý dạ, con bẩm bà Lý ạ. Ôi giời, sao lại đi đâu ấy nhỉ? Như nào hả cụ? Có chỗ nào nấp thì nấp đi, chứ cần gì nữa. Rồi, ở cái chỗ miếu hoang này, làm gì có chỗ nào mà nấp. Dạ không, cụ có đi với con đâu ạ. À? Bà vào tìm làm gì, không có cụ ở trong đâu. Con có đi cùng cụ đâu. Rõ ràng là bà bảo, sáng nay bà đi chơi trọ cơ mà. Biết ngay bây giờ mới lộ ra là sợ sư tử mà. Rồi rồi, xem nào. Có chuột ở đây thế này không? Trời ơi, cậu đánh đố em à. Em trèo làm sao được. Cô xuống đi để em trèo lên. Ôi, cụ để con chút một tay cụ ạ. Mày đẩy lên. Đẩy cô bỏ cô lên. Tao mà mày đẩy lên sao mày cứ túm vào bùi cô Màu là thế nào hả? Có bà nào đâu ở cụ. Con đùa cụ tí mà. Mày làm tao tí nó tụt cả tim ra ngoài. Ui giời ơi, con đùa cụ có một tí mà con không ngờ cụ lại sợ bà đến thế đấy cụ ạ. Sợ chứ tao không sợ. Đúng chưa? Ôi, cụ có thấy tức không hả cụ? Tức thì tức của mẹ sao không tức. Mày làm cái trò à? Cái trò này chả tức. À, thế thì con thắng rồi. Cũng phải mất 10 hào cho con. Cụ chả bảo là mày mà làm tao tức, tao điên lên ấy, thì tao mất cho mày 10 hào còn gì. Ý, cụ cho con xin 10 hào. Thấp mưu thua trí đàn bà. Mình thì thấp mưu thua trí thằng Hầu. Được rồi.
Con nợ mày bao nhiêu? Dạ, 10 hào cụ ạ. Cái cá cược vừa rồi là 10 hào kia. Vâng, chính cụ ra để. À đấy. 10 hào này. Vâng. Mùng 1 Tết sang năm cụ mới trả nhé. Mày lừa cụ. Để cụ ra cụ gặp cô bầu. Mày định chơi cái trò hai mang ấy. Thằng này mày. Cụ không trả con ạ? Không. Thế thì con đi đòi bà. Thằng này láo cá thật đấy. Bà Lý không liên quan gì cái vụ kèo cược này nhá. Mà mày láo cá lắm thật rồi. Thôi cụ tí cho nó 1 hào thôi. 10 hào đấy. Cái vụ kèo này thua nè. Dạ. Mày bớt cho cụ hào. Mày 9 hào đấy. 9 hào ạ. Thiếu 1 hào hả cụ? Thế thì con lại phải đi đòi cụ bà thôi. Thôi tao ghi nợ. Ghi nợ. Thế thì con vẫn đòi nợ cụ bà thôi. Này! Đủ rồi cô ạ. Con đi ngay. Mà cụ ơi, thì trò này vui thật đấy. Lần sau cụ lại ra đề cho con nhé. Mày ra đi. Vâng. Này dạ. Bà mà về là báo mày thì tao biết nhé. Dạ vâng. Mà cụ ơi, người ta bảo là tham thì thâm, cấm có sai cụ nhỉ. Cái thằng muốn dạy. Mày nói tao à? Dạ đâu, con có nói cụ đâu. Ai mà cũng than. Mày ơi. Nhưng mà chuột được tao. Tao có mày muốn dạy cho thằng hồng chứ. Giúp tao. Uầy, khen cái cục đồng nào à? Đây là chỉ dụ của quan trên. Vâng. Hiện tại tình hình dịch bệnh rất là căng thẳng. À. Mà triều đình muốn nhân dân lúc nào cũng khỏe mạnh và phải đề cao sức khỏe cho nhân dân. À. Vì thế nên là triều đình phát cho mỗi làng vài bao thuốc bổ để cho nhân dân tẩm bổ lấy sức khỏe. Ông hiểu chưa? Dạ vâng. Việc này chắc là phải nhờ cụ Lý mất rồi. Vâng, cảm ơn anh lính, tôi nhớ mà. À, mấy cậu kia, thuốc bổ mà cứ vất thế à? Bận bịu quá, còn đi phát cho các làng khác hả? Ôi dồi ôi. Gì đấy? Gì? Ôi dồi ôi cụ ơi. Ôi dồi, cụ đang bị nhiễm cái bệnh mà nó đang đồn ầm lên ở làng ta hay sao ấy cụ ạ? Cái vết này gì? Dạ vâng. Đấy gì? Đấy. Ngu. Cái vết này hôm qua bà mày cắn tao đấy. Mày nói thế là tao bị nhiễm bệnh rồi. Mày. Dạ, con xin lỗi cụ ạ. Mà cụ ơi, hai cái bao gì đây hả cụ? Bao gì mày không biết à? Đây là thuốc bổ hết đấy. Thuốc của triều đình, hiểu chưa? Dạ. Phát cho dân. Sáng ngày mai mày giúp tao cho mọi người dân trong làng ta là đều có thuốc hết. Dạ vâng. Toàn là thuốc rồi hả cụ? Ừ, mở ra sau nào. Đấy, ôi là thuốc bổ đấy. Ôi giời, cụ nhìn này. Ừ. Toàn là thảo dược quý hiếm cụ ạ. Ừ đấy, ôi thuốc này này. Mặc dù nó không chứa độc bệnh. Dạ. Nhưng mà uống vào nó sức khỏe, nó cường tráng, nó đẩy lùi cái dịch bệnh đi. Đúng không? Dạ vâng. Úi giời. Không biết là từ lúc nào mà Lý trưởng lại lo cho xã cho dân thế này nhỉ cụ nhỉ? Mày hiểu một chứ mày chưa bao giờ hiểu 10 đứa. Cái thuốc này mai cụ phát chuẩn cho dân. Thế là dân mới tin yêu cụ, dân mới ủng hộ cụ. Thế là con đường thăng quan tiến chức của cụ là cái cao vời vợi. Thế là gớm, kiệt như cụ thì có mà đến hết đời không lên được quan của ạ. Mày để xóa tao đấy. Dạ, con đùa cụ tí. Bà đi đâu ạ? Dạ, bà sang làng bên có việc rồi cụ ạ. Tí bà về, bà có hỏi tao. Dạ. Mày bảo là tao đi họp với các quan trên nhá. Cụ không cần bảo con cũng biết cụ sang nhà cô Mẫu gì. Thằng này bé bé với mồm thôi, không chết cả lũ bây giờ. Mang mấy cái bao thuốc này vào, không có trời nó mưa đấy. Dạ vâng. Cụ đi lát cụ về ở nhà ngồi cơm nhá. Vâng ạ.
Mầu ơi, Mầu ơi, ôi cô, sao cô lại đến em giờ này? Chồng em đang ở nhà. Này, sáng mai làng bên Lý phát thuốc bổ cho dân đấy. Em cũng nghe nói là ngày mai làng bên Lý phát thuốc, mà toàn thuốc bổ thôi. Mà Lý có ưu tiên cho em không đây? Cụ Lý không ưu tiên cho Mầu thì ưu tiên cho ai? Nhưng mà Mầu có phải người bên làng cụ đâu. Cứ yên tâm, sáng mai Mầu cứ đến, không cần phải xếp hàng, cụ sẽ phát thuốc cho. Nhá, cụ nói rồi nhá, mai Mầu đến mà người ta lỡ nói ra nói vào thì bắt đền cụ đấy. Yên tâm, cụ xin thề là mai là kiểu gì thì Mầu cũng có thuốc mà. Mầu nha. Con Mầu đâu rồi? Mày đi chạy đi đâu rồi? Ôi thôi, cụ đi về đi, chồng em gọi rồi, cụ về đi, về đi. Cho nó uống nhiều rượu vào nó ngủ mà. Rồi thế. Cứ để con khóc thế này. Dạ, bẩm cụ Lý, bây giờ mình gọi người vào lấy thuốc như thế nào đấy ạ? Cứ 5 người một. Dạ, 5 người thì sao ít thế ạ? Phát thế cho nó gọn. Mời 5 người vào lấy thuốc. Xếp hàng ngay ngắn vào. Úi dồi, bà này xếp lên cứ hùng ngục như trâu húc mã. Đây, thuốc của mụ đây. Này, toàn thảo dược đấy. Lương nghi ở trên triều đình họ ngâm cứu mãi mới được đấy. Ngũ sắc, năm màu. Rồi, con tưởng những chút gì. Cái này vườn nhà con đầy. Ô, cái này cái bà này. Thế tóm lại là bà con lấy không? À, lấy thì điểm chỉ vào đây nhanh lên là con người tiếp theo. Này, cái loại thuốc này quý lắm đấy. Nó không chữa được bệnh nhưng nó bổ dưỡng cho sức khỏe đấy. Này, về là phải uống đấy nhá. Nếu mà mang cho lợn nó ăn thì đừng có trách tôi đấy nhá. Nhanh lên thôi. Đi về đi. Lấy thì lấy đi, cụ Lý đã ưu tiên bà như thế rồi. Không cho bà vào 6 tấm nhá. Ý chỉ điểm vào. Điểm chỉ. Điểm chỉ, nhận thì nhận. Ok này, cái đây nhà vệ sinh của cụ Lý rồi, đi vào đấy làm cái gì? Ôi, hay cái mụ này. Con này nó chèn chèn hay sao nhỉ? Ôi trời, thế mà phải uống thuốc đấy cụ. Người tiếp theo. Em Phạm Thị Mầu. Ơ, cô Mầu xếp hàng sau tôi cơ mà. Dạ bẩm cụ Lý. Thế là thế nào? Cụ xem có nhầm lẫn gì không? Chứ cô Mầu là người làng bên, có phải người làng mình đâu mà được lấy thuốc ạ? Dạ. Thì tôi là cháu ngoại cụ Lý. Tôi lên đây nhận thuốc, có sao không? Cháu ngoại gì? Cháu ngoại gì? Cháu ngoại gì? Cháu ngoại gì? Đây. Bịch này dành riêng cho Mầu, đầy đủ hết, không thiếu loại gì. Dạ em, à con cảm ơn cụ ngoại ạ. Đúng rồi, là khác, quan hệ rộng có khác nhỉ, được lấy thuốc tốt ngay được. Ờ thì tôi là cháu ngoại của phụ Lý. Cháu ngoại à? Cái gì bao giờ nhỉ? Này cháu ngoại thật. Năm đời ở bên ngoại mà. Năm đời rồi. Năm đời. Ngoại gần nhỉ. Tôi là cháu ngoại của phụ Lý nên là tôi được nhận thuốc tốt, thuốc đặc biệt. Còn các người có quan hệ bình thường thì lấy thuốc đấy thôi. Đúng rồi. Chẳng được cái gì. Không được rồi. Không được. Mày ghê hùng này. Nào, người tiếp theo. Đúng rồi. Lão mẹo đâu? Ở tôi đây. Đây. Mời lão. Này. Ơ, sao con lại được cái loại này? Loại kém lắm. Mà cô Mầu lại được cái loại gì to như thế này? Mà lại là rất là tốt. Thế là thế nào? Không được rồi. Này này, phải đổi không được. Ông đi về đi. Cụ Lý với ông có quan hệ gì đâu mà ông đòi lấy thuốc tốt. Về đi, về đi. Phải có quan hệ nhờ cụ nhà. Quan hệ thế nào nhỉ? À, ai có quan hệ thì cứ quan hệ nhờ cụ nhà. Cứ kể bọn nó, dân đen như mà. Mày quan hệ giỏi quá Mầu nhỉ? Quan hệ thế nào? Dạ. Đứng lên nói rõ cho bà nghe nào. Bà ơi, bà tha cho con chứ, con không quan hệ đâu bà ơi. Bà tha cho con. Không phải tôi à?
Còn ông hả? Ông giỏi thật đấy. Kìa bà, ông có cháu ngoại mà tôi không biết đi. Bà ở trong nhà nghỉ ra đây làm gì? Hả? À, chả, bà không nhớ à? Có ông ngoại có nói chuyện là cháu ngoại mấy đời của ông ấy mà. Ngoại này. Bà vào trong nhà đi nghỉ đi. Tôi đang phải phát thuốc chỗ này đông người. Ông sợ tôi biết mặt cháu ngoại ông đúng không? Ông ngại đông người thì vào trong nhà. Thôi người về đi, mai để nhận thuốc sau. Về đi. Về đi, mai nhận. Cụ ơi, bọn con thương cụ lắm, nhưng mà thôi cũng kệ. Ai bảo à, cụ chim chuột tòm tem cho lắm vào. Không những thế lại dùng chức quyền để cho thuốc tốt cho cô Mầu. Ôi trời ơi, bà ơi, đánh mạnh vào, đánh mạnh vào bà ơi. Mạnh quá rồi.